Và xin chào mừng tất cả quý vị khán giả của chúng ta cùng đến với sân bóng đá Gia Phú để chuẩn bị đón chờ xem trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ, đó là FC Anh Em và câu lạc bộ Bình Lâm. FC Anh Em sẽ ra sân với bộ trang phục quần đen áo xanh và sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải mái nhỏ của chúng ta. Trong khi đó, câu lạc bộ Bình Lâm sẽ ra sân với bộ trang phục quần đen áo đỏ vàng và sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái. Cả đội chúng ta đang làm những thủ tục cuối cùng trước khi trọng tài chính chúng ta cho phép trận đấu bắt đầu. Ngày hôm nay là một ngày cuối tuần mà trên sân bóng đá Gia Phú thời tiết đang là rất đẹp. Trận đấu của chúng ta diễn ra ở khung giờ 16:30. Và khung giờ này thì giai đoạn nữa sau của trận đấu, cầu thủ chúng ta sẽ không còn gặp những vấn đề do ánh nắng mặt trời mang lại nữa. Phần nào đó cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên cũng đã được bắt đầu. Trận đấu của chúng ta đã được livestream tường thuật trực tiếp trên fanpage bóng đá Phủ miền Tây. Và nếu như đường truyền mạng của các bạn ổn định, các bạn hoàn toàn có thể xem trận đấu ở độ phân giải tốt nhất mà chúng tôi mang lại, đó là Full HD. Đây là Nhật Chủ tịch. Một tên đầy đủ hơn đó là Chủ tịch Nhật Búa. Và xử lý tốt của trung vệ mang áo số 3 đội trưởng bên phía câu lạc bộ Bình Lâm rất nguy hiểm. Những phút thi đấu đầu tiên thì cả hai đội chúng ta đang có được sự bình tĩnh nhất định. Được chuyển vào phía trong. Được chuyển đưa bóng vào phía trong, tình huống đánh đâu rất nguy hiểm, tỷ số được mở 1-0. Ngay trong những tình huống tấn công đầu tiên của đá trúng đích đầu tiên thì cầu thủ Bình Lâm đã mang lại bàn thắng mở tỷ số rồi. Bàn thắng vừa rồi có vẻ là của số 19 Vĩnh Nhật Đông. Và chúng ta cùng nhau xem lại pha bóng này. Ta xem lại qua treo bóng và tình huống bật cao đánh đầu này của Vĩnh Nhật Đông. Anh không gặp phải một khó khăn nào từ các hậu vệ của đối phương, không có một cầu thủ bên phía câu lạc bộ Anh Em nào theo kèm đối với sự xuất hiện của cầu thủ mang áo số 19. Danh sách đăng ký thi đấu bên phía câu lạc bộ Anh Em bao gồm có thủ thành đang bắt chính ở trong khung gỗ, đó là Kindergear, cầu thủ mang áo số 2 đội trưởng Thắng Múa, số 21 Phi Nguyễn, số 8 Anh Gạo, số 9 Công Lũy, số 12 Huy Son, số 11 Anh Phác, số 3 Anh Hải, số 15 Thắng Kaka, số 17 Trường BIV và số 24 là Thái Messi. Trong khi đó bên phía cầu thủ Bình Lâm họ đăng ký gồm có cầu thủ mang áo số 3 Chủ tịch Nhật Búa, số 4 Quang Đệ, số 8 Hải Messi, số 19 Vĩnh Nhật Đông, số 6 Ngữ Hội Trưởng, số 7 Tung On 22, số 12 Ngoại Tịnh, số 18 Quang Huy, số 15 Đại Vương, số 9 Quang Dũng, số 1 Văn Sơn, số 14 Văn Toàn, số 69 Tài Unana và cầu thủ không số là Nam Đen. Còi phản công dành cho FC Anh Em không được. Tiếp tục là những tình huống gây sức ép. Tình huống can thiệp trước đó là của Chủ tịch Nhật Búa. Đường truyền rất nguy hiểm. Bóng vào trong chân của FC Anh Em, đường truyền ra dành cho số 12 Huy Son. Huy Son không được. Không thể có một tình huống tổ chức áp sát của Huy Son. Tiếp tục lại là cầu thủ bên phía FC Anh Em. Hoàn toàn có thể có cơ hội để tung ra một cú dứt điểm từ vị trí này. Không được rồi. Phản công dành cho câu lạc bộ Bình Lâm. 3-1. Đáng tiếc là một cầu thủ bên phía Bình Lâm đã không kịp triển khai bóng, tình huống dứt điểm không vào. Giờ cho ngay sau đó thì Ngữ Hội Trưởng cũng đã tung ra được một cú đá nhưng không khó để đánh bại thủ môn Kindergear. Ta xem lại pha cứu thua này của Kindergear. Tình huống đánh đâu rất nguy hiểm, tỷ số là 2-0. Như vậy là câu lạc bộ Bình Lâm đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 nhờ tình huống bật cao đánh đầu của Hải Messi. Chúng ta xem lại quả đá phạt góc này. Bàn thắng thứ hai của câu lạc bộ Bình Lâm cũng được ghi từ một tình huống bật cao đánh đầu, lại không có ai kèm đối với Hải Messi. 2-0 cho câu lạc bộ Bình Lâm. Lên bóng chờ các cầu thủ bên phía câu lạc bộ áo xanh.
Một khởi đầu quá tốt của Bình Lâm FC. Hiện tại đang có những thông những cái sự tích cực dành cho cao thủ bên phía câu lạc bộ Bình Lâm. Phản công dành cho anh em. Xin đem đi tỷ số. Không được, không vào. Chúng ta xem lại bản pha xử lý vừa rồi, liệu không biết là bóng đi vào cột trong hay cột ngoài. Cột dọc, chính xác là bóng chạm vào cột dọc. Gôn là ai anh? Gôn là Tài, Tài bên em. Tài Udana không mình? Tài đúng rồi. Mình Tài, mình Toàn không mình? Còn anh Nam Đen là số mấy? Anh Nam. Anh Nam Đen. Số 2. Số 2 á? Số 2. Dạ dạ. Trước đó là hàng loạt những tình huống tổ chức phản công của FC anh em, nhưng họ vẫn chưa thể mang lại bàn thắng rút ngắn cách biệt và đưa bóng lên phía trên của chủ tịch Nhật Búa. Phản công cho câu lạc bộ Bình Lâm, nỗ lực của hai Messi lỗi rồi, có tác động của số 3 anh Hải bên phía câu lạc bộ anh em. Quả đá phạt trực tiếp dành cho Bình Lâm FC. Chúng ta cùng đợi xem. Chủ tịch Nhật Búa đang đứng trước quả đá phạt trực tiếp này. Liệu chủ tịch Nhật Búa sẽ thực hiện một pha treo bóng vào phía trong hay là một cú đá thẳng đây? Chúng ta đợi xem. Quyết định của chủ tịch Nhật Búa là gì? Chủ tịch Nhật Búa tình huống dứt điểm thẳng, không qua được hàng rào. Bóng chạm trúng chân của Thắng Kaka. Đá biên cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Bình Lâm. Nhật Búa tiếp tục có quả đá biên cho đội bóng áo đỏ vàng. Thêm một quả đá thẳng vào phía trong nữa, rất nguy hiểm. Lấy bóng chờ cao thủ Bình Lâm, bóng hướng đến vị trí của cầu thủ mặc áo số 12, đó là Huy Son. Nỗ lực mở bóng tốt của Huy Son sang hành lang cánh đối diện để giảm tải áp lực cho khu vực trung tuyến. Tiếp tục là cao thủ VFC anh em, cơ hội! Huy Son! Chạy bóng vào, không được. Quá đông những cái bóng áo đỏ vàng rồi, cơ hội! Chưa có quả trống để dứt điểm. Quả trống đây rồi, dứt điểm đi! Nhìn tình huống phối hợp vô thướng vô phạt của cao thủ bên VFC anh em. Đáng lý ra là họ nên quyết đoán hơn với những cú đá giống như thế này. Không vào, không thắng được Tài Unana. Lên bóng cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ vàng. Đã biên lên cho chủ tịch Nhật Búa. Một ánh nắng vàng ươm sống đá Gia Phú. Và nó khiến cho trận đấu này của chúng ta về chiều rất là lung linh. Quả đá phạt lên cho cao thủ bên phía Bình Lâm FC. Quá chạy bóng. Cơ hội dành cho câu lạc bộ Bình Lâm. Dứt điểm. Không vào. Trọng tài xác nhận bóng chạm tay một cầu thủ bên phía FC anh em. Vậy chúng ta cần phải xem lại và chờ đợi xem tình huống bóng này. Đứng trước bóng bây giờ là số 19 Vĩnh Nhất Đông, cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu ngày hôm nay. Một cự ly là rất gần với khung thành của Kinderger. Ta chờ đợi xem là cầu thủ Bình Lâm họ sẽ tận dụng như thế nào. Bây giờ thì lại là tung ngon 22 dứt điểm. Một pha xử lý rất nguy hiểm, như vậy tỷ số được nâng lên 3-0. Camera của chúng ta một lần nữa lại hướng đến vị trí của Vĩnh Nhật Đông. Một lần nữa các bạn, chúng ta xem lại bàn thắng vừa rồi. Bóng đã chạm vào chân của một cầu thủ đồng đội, khiến bóng đổi hướng đi vào lưới. 3-0 cho Bình Lâm. Nếu như FC anh em họ tận dụng tốt những cơ hội họ có từ ban đầu hơn thì nó sẽ dễ dàng hơn cho họ. Rất hay. Chủ tịch Nhật Búa
Và đó là chú tinh nhận búa, tình huống treo bóng thắng bên phía trong, rất nguy hiểm. Có tình huống lỗi của một cầu thủ bên phía câu lạc bộ Bình Lâm rồi. Được chuyền khá bình tĩnh, lên bóng cho FC anh em. Được chuyền Phi Nguyễn. Bóng chạm tay một cầu thủ bên phía FC anh em rồi. Quả đá biên lên nhưng không đến được vị trí cần đến. Đến lượt cao thủ FC anh em thực hiện quả đá biên. FC anh em bây giờ cần phải nhanh chóng sắp lại tinh thần thi đấu. Phi Nguyễn. Đường chuyền của Phi Nguyễn, cơ hội đối mặt, giữ điểm. Không vào. FC anh em cũng không phải là không có những tình huống bóng đáng chú ý trên sân. Vừa rồi thì bóng hướng đến vị trí của đội trưởng Thắng Múa. Tình huống rất nguy hiểm, áp sát. Như vậy là sẽ có một tình huống đá gián tiếp rồi. Thẻ vàng đã được rút ra dành cho thủ môn Tai Onana. Một quả đá phạt cũng gần ngay, cũng gần giống với một quả đá penalty, chỉ khác là có hàng rào thôi. Và hàng rào sẽ được kéo xuống rất sâu. Hàng rào sẽ được kéo xuống rất sâu và đây là một cơ hội để cho FC anh em có thể tận dụng ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt để sốc lại tinh thần thi đấu của họ. Họ có một lối chơi nhập cuộc không hề tồi. Tuy nhiên thì cao thủ Bình Lâm đã tận dụng triệt để những cơ hội mà họ có để cụ thể hóa 3 bàn thắng ghi từ đầu trận. Toàn đội xem, đội chuyền, giữ điểm, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Bàn thắng của trường BIB. Như vậy là cao thủ bên phía FC anh em đã tận dụng thành công cơ hội này rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại pha xử lý này. Trường BIV rất nhanh chóng tung ra một cú đá, một cú sút sệt. Và nó khiến cho mạnh lưới của thủ môn Tàu Nana rung lên. Cơ hội phản công lần nữa dành cho cao thủ BFC anh em. Phi Nguyễn. Phi Nguyễn sẽ làm gì đây? Giữ điểm ngay. Bóng bay vào sở. Một lần nữa các bạn chúng ta xem lại pha xử lý này của số 21 Phi Nguyễn. Bóng bay vào sở trong sự tiếc nuối của chính các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Quả này bóng lên của Tai Onana. Trường BIV. Bóng trước đó chuyển về vị trí của anh Gạo. Trường BIV. Phía trong đã quá đông đội rồi. Trường BIV thực hiện một đường chuyền rất trống trải. Cơ hội. Tại Unana đã lao ra để ôm gọn quả bóng trong tay. Phản công dành cho Bình Lâm. Phản lấy bóng của cầu thủ Bình Lâm. Dứt điểm được không? Không kịp dứt điểm. Lấy bóng trở lại dành cho FC anh em. Phá trắng bóng rất tốt của Thắng KK. Quá chạm bóng. Không có ai cả, sâu quá rồi. Như vậy là bên phía câu lạc bộ Bình Lâm sẽ có sự thay đổi người đầu tiên. Có vẻ như là Hải Messi sẽ được xuất sang nghỉ và người vào thay đó là Quang Đệ. Ném bóng lên cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ áo đỏ vàng.
Lối đá bóng rồi, lối đá bóng của trường BIV. Tình huống tung ra cú đá thẳng. Không có gì cả. Phá chạy trong bóng tốt. Cơ hội bóng dành cho thằng Kaka. Phản công cho FC anh em. Có lỗi rồi. Nỗ lực tổ chức phản công trước đó là của thắng Kaka. Ta cùng nhau xem quả đá đây. Quả đá phạt trực tiếp cho cầu thủ bên phía FC anh em. Quả đứng trước bóng đang là anh Gạo. Cầu thủ áo xanh hoàn toàn có thể tận dụng những tình huống đá cố định như thế này để có thể cụ thể hóa bàn thắng. Chúng ta đợi xem. Đưa chuyền, dứt điểm, cú bóng. Bóng chạm trúng chân một cầu thủ áo xanh khác. Đá biên lên dành cho câu lạc bộ Bình Lâm. Đưa chuyền lên. Rất hay. Thắng Kaka. Đưa chuyền đến vị trí của Phi Nguyễn. Phi Nguyễn. Cơ hội. Trọng tài xác nhận quả đá phạt góc cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Là vẫn đang là các cầu thủ bên phía câu lạc bộ anh em đưa bóng vào. Không được. Phản công cho câu lạc bộ Bình Lâm. Vẫn đã là câu lạc bộ Bình Lâm. Và xử lý trước đó là của Tumon 22. Kiên được Gea lạo ra chính xác. Quả đá biên cho cáo thủ bên phía đội bóng Bình Lâm. Chủ tịch Nhật Búa đây mất bóng rồi. Phản công dành cho FC anh em 2-1. Cơ hội là đây. Tận dụng được không? Căng ngang. Đáng tiếc quá cáo thủ FC anh em ơi. Quang Đệ. Đây là Quang Đệ. Được chuyển lên của chủ tịch Nhật Búa. Được chuyền vào. Phá xử lý. Được chuyền. Nỗ lực thực hiện đường chuyền không thành công. Và nỗ lực đi bóng. Đường chuyền lên. Và đi bóng cho các cầu thủ bên phía đội bóng xanh. Phản công dành cho FC anh em. Tận dụng được không? Đưa bóng vào. Đường chuyền. Cơ hội. Giữ điểm. Tỷ số được dựng ra số 1-2-3. Phối hợp quá hay. Phối hợp quá hay. Ngỡ như là chúng ta vừa được xem một trích đoạn của Tiki Taka vậy. Bàn thắng của thắng Kaka. Chúng ta xem lại pha tổ chức tấn công này của FC anh em. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Cầu thủ bên phía Bình Lâm cũng choáng váng trước cơn lốc phối hợp vừa rồi của chính các cầu thủ bên phía FC anh em. Lấy bóng cho FC anh em, đường chuyền vừa rồi của số 12 Huy Son. Lại là FC anh em, đường chuyền tốt, nguy hiểm quá, tỷ số là 3-0.
Rất nhanh. Như vậy là sau 1 phần 2 thời gian thi đấu chính thức quyệt 1, chúng ta có tỷ số là 3 đều. Một lần nữa các bạn, chúng ta xem lại pha bóng này. Giống như một đường chuyền vậy. Và pha bóng bóng đầy khôn ngoan đó đã giúp cho câu lạc bộ FC anh em có bàn thắng gỡ hòa 3 đều. Rồi, chúng ta quay trở lại vạch xuất phát. Tung bóng 22. Được chuyền dành cho Vĩnh Nhật Đông. Vĩnh Nhật Đông. Được chuyền của Vĩnh Nhật Đông rất nguy hiểm. Kiên De Gea đã ôm gọn bóng rồi. Khá tốt. Tiếp tục lại là cầu thủ bên phía đội bóng xanh. Được chuyền hay. Đưa bóng vào. Cơ hội để gây sức ép. Pha nỗ lực xoay sở không thành công. Cơ hội rất nguy hiểm. Lỗi của cầu thủ Bình Lâm. Đã phạt lên cho FC anh em. Đấu chúng ta diễn ra tương đối hay tính giờ đến thời điểm hiện tại. Mỗi đội đều đã có các bàn thắng được ghi trong quan tài giang thi đấu chính thức vừa qua. Đây là pha xử lý của cầu thủ bên phía FC anh em. Thắng Kaka. Được chuyền về. Thắng Kaka. Tình huống dứt điểm của thắng Kaka, bóng bay không chính xác. Ném bóng đền dành cho thủ môn Tai Onana. Được chuyền. Được chuyền. Bây giờ thì cầu thủ FC anh em đã lấy lên được nhịp độ cũng như là thế trận rồi. Nguy hiểm quá cơ. Không vào. Bóng lại rồi có dọc. May mắn lần này là đứng về phía của cầu thủ Bình Lâm. Được chuyền. Áp sát. Khá bình tĩnh. Được chuyền lên. Bóng được phá ra ngoài an toàn. Rất nguy hiểm đấy đâu. Không vào. Được chuyền.
Và nỗ lực gây sức ép của cao thủ bên phía đội bóng xanh không vào. Bên phía câu lạc bộ Bình Lâm thì có vẻ như họ cũng thay đổi người ở vị trí thủ môn rồi. Người đang bắt chính trong khung cổ có vẻ như là chủ tịch Nhật Búa. Lên bóng cho cao thủ FC anh em. Đưa chọc khẽ, cơ ơi, hơi mạnh rồi. Chủ tịch Nhật Búa vừa rồi lại tiếp tục có những pha xử lý quyết đoán. Đã biên cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ anh em. Tình huống dứt điểm, bóng bay vào xả, phát bóng lên dành cho câu lạc bộ Bình Lâm. Quả ném bóng lên. Có lỗi rồi. Rất nguy hiểm. Kedega đã cố gắng ôm gọn bóng rồi. Nhìn đáng tiếc là không, các cầu thủ FC anh em không thể tổ chức một tình huống phản công thành công. Cơ hội dành cho các cầu thủ FC anh em 3-2. Chậm mất một nhịp rồi, cầu thủ áo đỏ đã lùi về kịp thời rồi. Đường chuyền rất nguy hiểm. Lại là cao thủ bên phía FC anh em. Bình Lâm đang cực lực chống đỡ những tình huống tấn công của FC anh em. Cơ hội Phi Nguyễn. Được chuyền của Phi Nguyễn sang cho Thắng Kaka. Và nỗ lực gây sức ép của Tung Ngon 22. Cơ hội Thắng Kaka. Thắng Kaka không vào. Và là nỗ lực của chủ tịch Nhật Búa. Thi đấu như một sweeper keeper. Chủ tịch Nhật Búa đang yêu cầu cả đồng đội cố gắng duy trì sự hưng phấn, tránh để cho cáo thủ FC anh em lấn át. Thắng Kaka. Thắng Kaka xử lý quá dẻo. Thắng Kaka đứng ngang dưới điểm. Tỷ số được nâng lên 4-3 dành cho FC anh em. Bàn thắng của số 21 Phi Nguyễn. Anh Trung kêu giờ cũng biết sao nữa, màu nó sáng quá, trên sân nó bị trắng quá anh mà. Chỉ em cái anh mà. Thấm đầu anh. Cái này đúng không? Hay là color correction. Nè anh ba coi mẹ mày nè, một vòng nè. Hai vòng nè. Ba vòng. Cái này bóng anh ba. Để rồi. Vậy xong không anh ba? Đỡ hơn nè anh ba, đỡ hơn nè. Em không biết anh ba ơi.
Được chuyền dành cho cáo thủ bên phía đội bóng Bình Lâm. Hiện tại thì FC anh em đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước rồi, dứt điểm không vào. Bình Lâm bây giờ sẽ là những người phải cố gắng để tìm kiếm các bàn thắng gỡ hòa. Cầm tới đến vị trí của số 20 bên phía FC anh em. Được chuyền lên. Cơ hội cho cao thủ bên phía Bình Lâm. Không vào. Tiếp tục lại là những nỗ lực của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Bình Lâm. Ném bóng lên cho thủ môn Kiên Đơ Ghe. Quả đá phạt lên cho cao thủ Bình Lâm. Được chuyền rất mạnh lên phía trên. Khá nguy hiểm. Được chuyền rất mạnh lên phía trên không vào. Tình huống xử lý không thành công. Nỗ lực qua người, áp sát. Cơ hội lên bóng chào cáo thủ bên phía câu lạc bộ Bình Lâm không được. Được chuyền, dứt điểm. Bóng nằm thẳng trong tay của chủ tịch Nhức Búa. Phản đi bóng của cầu thủ bóng áo số 0. Cơ hội, không vào. Chúng ta xem lại và tổ chức xử lý này của cầu thủ bóng áo số 0. Bóng đi chết ra ngoài trong gang tấc. Bóng về chân của cầu thủ mặc áo số 20 bên phía FC anh em, cơ hội không được.
được chuyền lên. Họ nỗ lực xử lý áp sát. Tài trực đó xác nhận có vẻ có lỗi rồi. Rất nguy hiểm. Là thêm một nỗ lực tìm kiếm vận may nữa của cao thủ bên phía Bình Lâm. Quả đá phạt trực tiếp thẳng của Tumon 22. Dứt điểm. Lần này thì chú Tình Nhật Búa lại ra vào chính xác. Đã biên cho cao thủ FC anh em. Câu lạc bộ Bình Lâm trong khoảng thời gian vừa rồi đã thay đổi tương đối nhiều những sự lựa chọn về mặt nhân sự nhằm đảm bảo duy trì sự ổn định. Được chuyển về, quả chạm bóng rất nguy hiểm. Chủ tịch Nhật Búa đã ra vào chính xác để khỏa lấp khoảng trống trước khi cao thủ FC anh em kịp làm gì đó. Cơ hội dành cho cao thủ bên phía đội bóng màu xanh, như vậy là có bàn thắng nâng tỷ số lên 5-3 rồi. Với tỷ số này thì cao thủ FC anh em nhiều khả năng họ sẽ bước vào giành chiến thắng lao với lợi thế dẫn trước. Thời gian còn lại của hiệp một là không nhiều nữa và cao thủ Bình Lâm sẽ có rất nhiều điều để nói với nhau trong khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp sắp tới. Họ đã dẫn trước đối phương 3-0 nhưng sau đó là để cho FC anh em gỡ hòa và bây giờ họ vươn lên dẫn trước và nhân đôi cách biệt. Cơ hội không được, dứt điểm vẫn không vào. Lên bóng cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Bình Lâm. Xuất sắc, không vào. Phút thi đấu chính thức cuối cùng hiệp một rồi. Và có vẻ như những phút sắp tới chúng ta sẽ có nhiều điều nói với nhau đây. Thắng Kaka, đường chuyền của Thắng Kaka. Như vậy là trọng tài chính của chúng ta đã tới rồi, kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Tỷ số tạm thời là 5-3 nghiêng về phía FC anh em và chúng ta sẽ nghỉ ra lâu ít phút trước khi quay trở lại với thời gian thi đấu chính thức của EPI. Xin cảm ơn.
Và cũng xin chào mừng tất cả quý vị các bạn, chúng ta một lần nữa quay trở lại với sân bóng đá Gia Phú để đón xem hiệp 2. Trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ đó là FC Nghem và Bình Lâm. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số tạm thời là 5-3 nghiêng về phía FC Nghem. Và chúng ta cùng chờ đợi xem là hiệp 2 này thì liệu câu lạc bộ Bình Lâm họ có lật ngược được thế cờ hay không. Hiệp 2 trận đấu chúng ta vẫn đang được livestream tường thuật trực tiếp trên fanpage bóng đá Phú miền Tây. Và nếu như được truyền mạng các bạn ổn định, các bạn hoàn toàn có thể xem trận đấu ở độ phân giải tốt nhất mà chúng tôi mang lại, đó là Full HD. Được chuyền lên. Ném biên, không phải, xin lỗi các bạn, đá biên cho câu lạc bộ Bình Lâm. Bóng hướng đến vị trí của số 14 Minh Toàn. Quả chạm bóng của Minh Toàn không được. Rất nguy hiểm. Trọng tài xác nhận quả đá phát lên. Với việc đang dẫn trước với tỷ số là 5-3, các cầu thủ bên phía FC Nghem sẽ có một thế trận có thể nói là dễ chịu hơn. Giai đoạn đầu của hiệp 2, đường chuyền của trường BIV. Lên bóng cho số 21. Quả chạm bóng thẳng vào phía trong, rất nguy hiểm, giữ điểm. Bóng nằm gọn trong tay của thủ môn Nhược Búa. Lavada là cao thủ Bình Lâm. Được chuyền lên, không được. Nỗ lực xử lý trước đó là của cao thủ bên phía đội bóng Bình Lâm. Đường chuyền của Nhật Búa vẫn đến được vị trí của đồng đội. Cơ hội đột phá được không? Không được rồi, không kịp. Nỗ lực không thành công dành cho Quang Huy. Và chủ động cắt bóng ngay, Quang Huy. Và nhà bóng lại của Quang Huy, giữ điểm chân trái, không vào. Được chuyền lên. Cơ hội dành cho Quang Huy. Quang Huy ơi, không vào. Vẫn không thắng được Kiên Đà Gheo. Vẫn đang là cao thủ Bình Lâm. Giữ điểm. Vẫn chưa có bàn thắng rút ngắn kích biệt. Rất nguy hiểm, đánh đâu, tỷ số được rút ngắn xuống còn 4-5. Quang Huy cuối cùng cũng đã cụ thể hóa bàn thắng rồi. Chúng ta xem lại bàn thắng rút ngắn kích biệt của Quang Huy. Quả đá biên như đặc. Và pha đánh đầu cũng rất dũng mãnh của số 18 Quang Huy. Có thể sẽ có quả đá. Được chuyền. Quả chạm bóng. Kiên được kia chính xác lao ra ôm gọn quả bóng trong tay. Công lưới. Được chuyền người trở về của công lưới dành cho trường BIV.
áp sát. Lại lấy bóng cho MC anh em. Trường BIV vào một bóng hay. Trường BIV giữ điểm. Phạt góc cho các cầu thủ bên phía FC anh em. Quả đá phạt góc. Cơ hội phản công dành cho cầu thủ bên phía Bình Lâm. Tốc độ của Minh Toàn. Minh Toàn đưa chuyền. Hoàn hồ Kindergel. Kindergel đã chơi hay trong pha bóng lao ra vừa rồi. Có tình huống va chạm với nhau rồi. Trọng tài chính chúng ta xác định quả đá phạt góc dành cho, xin lỗi các bạn, quả đá phạt trực tiếp dành cho FC anh em. Tình huống dứt điểm thẳng không được. Pha tốc độ đi bóng. Cơ hội áp sát. Dứt điểm. Vẫn vào. 5-0. Cú đúp của Quang Huy. Chỉ trong vòng khoảng 8 phút thi đấu thôi. 8 phút thi đấu của hiệp 2 thôi. Quang Huy đã ghi một cú đúp để kéo trận đấu quay trở lại và sút vác. Tuyệt vời Quang Huy. Ghi bàn ở góc hẹp như thế này mà Quang Huy vẫn tung ra được một cú đá chính xác. Kindergea cũng rất giỏi. Nhìn những cú đá của Quang Huy là quá khó. 5-0 rồi. Đó là bàn thắng thứ 10 của trận đấu ngày hôm nay. Được chuyển về. Tài xác nhận đó là lỗi của cầu thủ mặc áo số 92. Trường BIV. Quả chạm bóng rất mạnh, bóng bay vọt xa rồi. Trường BIV, đường chuyền lên của trường BIV đã bị cắt mất rồi, Minh Toàn. Tốc độ đi bóng. Ra đây. Cơ hội. Bóng còn trong cuộc. Đá biên. Hay là phạt góc dày. Và dù thế nào thì cái góc đá này thì cũng không khác quả đá phạt góc là bao nhiêu cả. Kia là đá biên hay phạt góc dày cũng vậy thôi. Thắng KK. Cơ hội. Xuất xa. Không vào. Tim anh say đắm
được chuyền. Không vào. Lên bóng chờ cáo thủ áo xanh. Cơ hội chào cáo thủ bên phía FC anh em được chuyền tới dứt điểm không vào. Thủ môn Nhật Búa vừa rồi có một tình huống cứu thua kịp thời. Phản công dành cho câu lạc bộ Bình Lâm. Tốc độ của thủ môn 22. Ghi bàn đi. Dứt điểm tỷ số đến là 6 điểm. Bình Lâm thành công trong việc ghi bàn vươn lên dẫn trước rồi. Ta xem lại nỗ lực đi bóng này của Tung On 22. Và cầu thủ ghi bàn nâng tỷ số lên đó là cầu thủ bật áo số 2. 6 năm cho câu lạc bộ Bình Lâm. Rất nguy hiểm. Tình huống có tác động từ phía sau. Lỗi của anh Hải. Được chuyền bóng lên. Tiếp tục có những nỗ lực của FC anh em. Sẽ có một quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ FC anh em. Vậy chúng ta phải đợi xem tình huống này như thế nào đây. Tình huống giữ điểm băng vẫn vào. Không, không phải, không có bàn thắng. Một tình huống bóng đi sát sạc khu vực cột dọc và mảnh lưới ngoài nên tôi đã bị nhầm. Ta xem lại cú đá này. Rất đáng tiếc cho số 20 của FC anh em, thì đó không phải là một bàn thắng. Quả đá bóng lên phía trên. Và chuyền bóng của Thắng Múa. Nỗ lực của cầu thủ bật áo số 20. Cơ hội dành cho Minh Toàn. Minh Toàn! Tốc độ của Minh Toàn! Chắc chắn! Nỗ lực không thành công. Được chuyền lên. Dứt điểm. Chưa được. Và nỗ lực xử lý của số 7. Tung On 22. Và cắt bóng tốt. Dứt điểm. Không vào.
Anh Gạo. Cú chuyền bóng từ đường hợp lý của anh Gạo hướng đến vị trí của đội trưởng Thắng Múa. Quá người. Rất hay. Đưa chuyền. Cơ hội. Dứt điểm đi. Chắc chắn sẽ có bàn thắng rồi. 7 năm dành cho câu lạc bộ Bình Lâm. Một lần nữa các bạn chúng ta xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 7 năm của câu lạc bộ Bình Lâm. Chắc chắn sẽ phải có bàn thắng rồi. Bàn thắng của cầu thủ bắt đầu số 12 đó là Ngọc Thịnh. Ngọc Thịnh đã ghi bàn nhận đôi cách biệt cho các cầu thủ bên phía Bình Lâm. Điều đó tạo nên một cái cảm giác ta đợi xem quả đá phạt trực tiếp này của FC anh em. Trận đấu chúng ta đến thời điểm này đã đi được 1/2 thời gian thi đấu chính thức rồi. Cầu ơi! Tình huống đá phạt trực tiếp không thành công, pha giàn xếp đá phạt không hiểu ý nhau của cầu thủ FC anh em. Tình huống băng ra để khép góc đến từ vị trí của Nhật Chủ tịch. Cơ hội cho cầu thủ Bình Lâm. Cơ hội không vào. Lên bóng cho cầu thủ FC anh em. Mà mới đến vị trí của Huy Son. Phá giật góc phối hợp hay Huy Son không vào. Tiếp tục lại là cầu thủ bên phía đội bóng xanh. Những cơ hội tiếp tục là sáng rồi. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-7 dành cho FC anh em. Cú đúp của Thắng KK. Dù cho câu lạc bộ Bình Lâm là rất cố gắng để khỏa lấp khoảng trống, nhưng những tình huống phối hợp liên tiếp này đã mang đến cho FC anh em chiếc chìa khóa để thoát khỏi sự đeo bám của rất đông đảo những cầu thủ bên phía Bình Lâm. 7-6 rồi. Một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục của cầu thủ chúng ta. Lại là cầu thủ bên phía FC anh em. Phá đánh đâu không vào. Được chuyền lên.
Lại là các cầu thủ bên phía FC anh em. Họ đang dồn đội hình của mình lên. Phản công dành cho câu lạc bộ Bình Lâm. Tung bóng 22. Không vào. Bóng rơi vào cột dọc. Nỗ lực băng ra khép góc là của chủ tịch Nhật Búa. Đá biên lên. Cơ hội cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Có lỗi rồi. Chúng ta một lần nữa xem lại bàn thắng trước đó. Ta xem lại bàn thắng này. Không phải, chính xác là cú đá dội cột dọc vô cùng đáng tiếc của Tung Hòn 22. Ta xem quả đá phạt trực tiếp này của cầu thủ FC anh em. Phản công cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ vàng. Kinderga đã chơi chính xác rồi. Như vậy thì các cầu thủ bên phía câu lạc bộ FC anh em đã có được bàn thắng gỡ hòa 7 đều rồi. Có vẻ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại để rõ ràng hơn là điều gì đã xảy ra. Bàn thắng có vẻ như là của số 12 Huy Son. 7 đều. Nỗ lực đến bóng tấn công. Đối chuyền. Không được. Đội lượt đi bóng. FC anh em vẫn đang cố gắng duy trì một sức ép lên hàng phòng ngự của đội bạn. Cơ hội không được. Lại là cao thủ bên phía MC anh em. Quả đá biên lên. Cơ hội áp sát. Quả người rất hay. Tiếp tục là những nỗ lực của câu lạc bộ áo xanh. Cơ hội chép riêng em không vào. Không thể có tình huống chạm chân vào quả bóng.
10 phút nữa. Được chuyền. Đá biên cho cáo thủ Bình Lâm. Phạm Sắc lại là cơ hội cho cáo thủ FC anh em. Có lỗi truy cản của cáo thủ bên phía đội bóng xanh rồi. Trọng tài vừa rồi cũng đã xác định điểm đá phạt. Ta đợi xem quả đá phạt trực tiếp này như thế nào đây. Đá biên cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ FC anh em. Được chuyền. Cơ hội không được. Áp sát rất nguy hiểm. Cơ hội áp sát dành cho cáo thủ Bình Lâm. Đâu lên bóng. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên rồi. Lấy bóng cho FC anh em. Bây giờ thì Bình Lâm và các FC anh em bắt đầu thi đấu cẩn trọng hơn rồi. Việc họ thi đấu cẩn trọng là một điều dễ hiểu thôi. Đội ám sát là cô Bình Lâm. FC anh em có vẻ như không muốn kết thúc trận đấu này với một tỷ số hòa. Vì vậy họ liên tục gây sức ép với cao thủ Bình Lâm. Cầu thôi! Kindergel! Bóng nằm gọn trong tay của Kindergel rồi. Cầu thôi! Bóng nằm gọn trong tay của thủ môn Nhật Chủ tịch. Quả này bóng lên phía trên. Và nhiệm vụ của hai đội bây giờ là giữ cho quả bóng càng xa khu vực cầu môn của mình càng tốt. Đó là điều mà họ cần phải chú ý đến. Phá xử lý. Quá gầy. Đá biên cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ vàng. Quá chạm bóng. Không được. Bóng về tay của Kindergear. Quả phạt bóng lên rất mạnh của Kindergear. Và can thiệp của Tungon 22. Dứt điểm. Come on! Hoan hô Nhật Chủ tịch.
Pha cứu thua tốt của Nhật chủ tịch. Ta đợi xem quả đá phạt góc này của FC anh em. Pha nỗ lực xử lý dứt điểm, không vào. Lên bóng phạt công dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ áo đỏ vàng, đây là Vĩnh Nhất Đông. Khá hay, 4-3. Rất đáng tiếc. Quả đánh bóng lên phía trên, cái đội đã bắt đầu dồn toàn lực lên để tấn công. Vĩnh Nhật Đông, Trường BIV, pha xử lý không thành công của Trường BIV. Minh Toàn, pha xử lý không được. Pha xử lý tốt của cầu thủ bên phía FC anh em, phản công cho FC anh em. Không qua được Tùng Muôn 22, tốc độ của Tùng Muôn 22. Được chuyền. Tùng Muôn 22, đường chuyền dành cho Vĩnh Nhất Đông. Phản công đi, 3-2. Đường chuyền ngang đã bị bắt bài bởi Trường BIV. Trường BIV. Đường chuyền của Trường BIV, cơ hội dành cho cầu thủ bên phía đội bóng xanh. Thêm một cú đá nữa, bóng bay vào xa rồi. Quả ném bóng lên của Nhật chủ tịch. Cơ hội áp sát. Kiên De Gea này ông còn bóng rồi. Quả ném bóng lên phía trên. Được chuyền. Và chủ động cắt bóng tốt của Tùng Ngọn 22. Quang Huy. Quang Huy. Đá biên dành cho cáo thủ Bình Lâm. Ở vị trí này thì đá biên như đá góc thôi. Cố gắng phối hợp là được. Ta đợi xem tình huống này. Không biết là có vấn đề gì không, nhưng mà cho đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa thể xem tình huống xử lý vừa rồi. Đã đợi xem quả đá phạt góc này. Rất nguy hiểm. Tiếp tục là những tình huống nỗ lực xử lý của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ áo xanh. Trường BIV. Là vẫn đang là các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh ra chơi. Quá chậm bóng. Không thể đánh đâu. Áp sát. Nguy hiểm quá. Bóng về tay của Nhật chủ tịch rồi. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Được chuyền lên. Quang Huy. Quang Huy. Không vào. Quá đà bóng chạm tay của thủ môn Kiên De Gea ngoài vòng cấm rồi. Thẻ vàng được rút ra, một cơ hội để cho câu lạc bộ Bình Lâm tận dụng và ghi bàn thắng kết liễu trận đấu này.
Chúng ta đợi xem. Ta đợi xem quả đá phạt này. Một cơ hội rất lớn dành cho các cầu thủ bên phía Bình Lâm. Vinh Nhật Đông không vào. Bóng rơi vào cột dọc. Nhật Chủ tịch. Đường chuyền không thành công của Nhật Chủ tịch. Cơ hội phản công cho Chelsea anh em. Nhật Chủ tịch làm gì đây? Cầu ơi! Không vào. Và trọng tài thổi phạt lỗi lợi thế. Lỗi lợi thế của các cầu thủ bên phía FC anh em. Nhật Chủ tịch đã cố gắng tung ra một tình huống phạm lỗi chiến thuật để ngăn cầu thủ đội bạn đi bóng. Và đây sẽ là quả đá phạt trực tiếp dành cho FC anh em. Căng thẳng quá. Giai đoạn cuối của trận đấu rồi. Các cầu thủ hai đội của chúng ta đang cố gắng bung sức. Ta đợi xem tình huống này. Vẫn đang là cáo thủ FC anh em. Lỗi rồi, tiếp tục quả đá phạt trực tiếp nữa. Cáo thủ FC anh em thực hiện quả đá phạt nhanh sai vị trí điểm đặt quả bóng. Chúng ta đợi xem tình huống này. Ở đây thật sự là một trận đấu mãn nhãn giữa FC anh em và Bình Lâm FC. Cơ hội dành cho cáo thủ FC anh em. Tình huống dứt điểm không vào. Và tiếng còi kết thúc trận đấu của chúng ta đã vang lên rồi. Một trận hòa 7 đều, một trận đấu tuyệt vời. Và kính thưa tất cả quý vị các bạn, trận đấu được livestream tường thuật trực tiếp trên fanpage Bóng Đá Phương Miền Tây của chúng tôi đến đây cũng đã khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.